Tôi từ thức vốn dòng sĩ tử, chán cảnh đời nên treo ân từ quan. Ngày hôm nay nhân lúc thư nghỉ nhàn đi, ta dạo gót chơi miền đi, tiên đi cảnh đi. Nay đi một mình ắt là buồn bã, chi cho bằng ta bắt thằng nghề bạn cùng tay từ nay. Văn nhân chơi bời phương tầm phương, thảo địa ta chơi phương tầm phương, thảo địa ta chơi. Chơi đồng hồ cũng là bể cạn này, sen đi đà ngó lên đi ngó đi ngào, nhấp bì chén đi hương sen ơi ngó đi ngào, nhấp bì chén đi hương sen. Bớ hề con, dạ con ra theo hầu bác nghe con. Ấy bác gọi con, con còn đang mắc dở đấy à. Con mắc dở cái gì thế? Con mắc dở khai đao hai vợ chồng con cháu chuộc, nó đẻ nhau làm nát keo rau cần, con mới bắt nó ra đây để xé xác phanh thây tăng trình lột thảm. Ây bác ơi ơi thầy, thầy ơi ơi hề ơi. Ây bác gọi con đi đâu bây bây giờ, hay là bác gọi con lên xứ lạng ôi nhà tam cờ xứ lạng ở trên tam cờ vâng 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 vâng. Hề con, sao con không vâng bác mà con cứ vâng vâng vấp vật cái gì thế? Ồ bác không biết cái vâng cơm cháy à? Sao hả con? Chấm với muối vừng cứ gọi là ngon tuyệt đi bác ạ. À. Mày ơi trời cao đất xiết ơi, trời cao đất dày chứ con. Ồ, con thấy ông ấy gần, con gọi thử xem ông ấy có thưa không. Sao con bảo ông trời gần? Cả đi cả về hết có 7 ngày 7 đêm thì đấy bác ạ. À. Thế con đi bao giờ nào? Ồ, hôm 23 tháng chạp cúng ông công ông táo, ông ấy lên chầu rời. Thế đến hôm 30 Tết ông về chầu cái nồi bánh chưng, chả vừa đi vừa về hết 7 ngày 7 đêm là gì. Mày. Ồ, hỏng bác ơi. Sao thế con? Rời ốm to quá bác ạ. À. Sao con bảo trời ốm to? Da xanh ngăn ngắt kìa kìa. Trời lúc nào da chả xanh. Ô thế con tưởng người ốm da xanh, rời ốm da cũng phải xanh chứ nhỉ. Mày. À bác ơi. Sao thế con? Chẳng biết năm nay trời túng thiếu đói kém mất mùa thế nào mà toàn ăn quả quýt thế bác ạ. À? Chết, sao con dám bảo trời ăn quả quýt? Thế đấy, hôm nọ con ra chợ con thấy bà hàng bánh đúc, bà xoắn váy quay cổng bà chửi đấy. Chửi thế nào hả con? Thì con chửi bác nghe nhá. Chửi thử bác nghe chứ. À, con chửi thử bác nghe nhá. Bà xoắn váy quai còng thế này. Úi giời ơi. Cha tiến sư tổ bố nhá má. Vốn liếng bánh đúc của bà có được là bao, mà nay mày ăn quỵt, mãi mày ăn quỵt thế hả giời ơi là giời. Hề con, ấy bà chửi người ăn quả quýt đâu phải chửi ông trời. Ô thì con tưởng ông trời túng thiếu đói kém mất mùa ăn quả quýt. Mày. Bớ hề con. Bác ơi. Sao thế con? Từ nay giờ đi bác đừng gọi con là hề nữa bác nhá. Bác không gọi con là hề, gọi con là gì nào? Hôm nọ mẹ con sang thuê ông Phó Mộc đục cho con 36 cái tên đấy bác ạ. À. Ấy, đặt tên chứ. À, đặt tên. Ừ. Thế mà có cái tên con không dám nhận đấy bác ạ. À. Tên là gì con không dám nhận? À, tên là ông Ba Vành. Ông Bảy Cáp. À, vâng. Ông Ba Vành chả là anh ông Bảy Cáp. Ông Bảy Cáp mới tức quá. À. Đạp ông Ba Vành. Nó lạc y đác y mưa ngầu nó mới xình. Xịt mưa ngâu hì hì. Lá lá ngâu rộng mà rụng đi xuống này. Bông đi lau phớt cờ nước trong sành. Nó phẳng
y lạ như tờ nó mới lỡ lứt y như tờ y. À! Sao thế con? Con đi hầu bác để ngựa nó đá con. Nó đá bao giờ mà nó đã đá chưa? Nó hẹn mai ra cổng mới đá. Chưa đá mà đã kêu. Con kêu trước, kẻo mai ra cổng nó đá đau quá kêu không hết bác ạ. Mày. À bác ơi, sao thế con? Con hỏi xã tiền đồ của bác tí nhá. Sao con dám hỏi xã tiền đồ của bác? À bác. Bác lấy mấy vợ hả bác? Bác lấy ba vợ con à? Úi chào, gấp mặt mũi sáng sủa thế kia mà đổ vơ bạ. Sao con dám bảo bác là đổ vơ bạ? Thế vơ bạ không là ba vợ thì là cái gì? À bác ơi. Sao thế con? Bác lấy mấy tiền một vợ hả bác? Mấy trăm mới được một vợ con à? Đắt. Theo con bao nhiêu thì không đắt nào? Giời ơi, hôm nọ nhá, mẹ con cho con có tiền rưỡi, con ra chợ con mua hắn được 10 vợ. 10 vợ? Con mới lừa bà mẹ vợ ngoảnh mặt đi, con lại nhóm trộm một vợ nữa là 11. Chà chà. Thì con mới lấy dây chuối con thắt lưng vợ con lại, con tiếp linh vợ con về. Ấy ấy, rước dâu chứ con. À rước dâu, đúng rồi. Về đến nhà con mới treo vợ con lên con xỏ đầu nhà. Úi dồi ôi, nửa đêm về sáng mát trời, chị em hứng tình nảy kiều hay lắm bác ạ. À. Nảy kiều thế nào, con nảy thử bác nghe xem nào. Thế con nảy bác nghe nhá. Hề con, con nói thế hóa ra ếch ộp rồi con ạ. À. Vâng, thì hôm nào mát trời, con mời bác sang nhà con chơi. Con nấu cháo tù và vợ con cho bác chơi. Tao thèm ăn cháo tù và vợ mày. À, bác. Sao thế con? Để con làm bài thơ mừng bác ba vợ nhá. Mừng bác ba vợ đẻ ba lại. Hay lắm, bác chưa có con trai. Sướng bố cư nhá. Ê mày, thực của làm ra chẳng phải mượn ni mượn ai. Ai mượn ai của ấy bao giờ hả con? Mượn nhau thưới có đánh nhau chín mạng, nuôi cho cháu lớn để mà đi ăn cướp. Ấy, ăn học chứ con. Cướp là cướp lấy công danh, cướp lấy lấy tài. Lung cung quăng là cung quăng là con à múa. Con múa cái kiểu gì thế? Con múa cái kiểu này ác lắm bác ạ. À. Ác là kiểu gì ở con? Kiểu này là cái kiểu thanh niên ở quê đi xem chèo ở đứng sớ cuối đó bác ạ. Ý là kiểu gì? Nó là cái kiểu vù cáo đấy bác ạ. Vù cáo nghĩa là gì? Vù cáo có nghĩa là cào. Bác ơi. Sao thế con? Con đi hầu bác 7-8 năm trời, con chả được nói chuyện với bác tí nào suốt cả. Con là hề, mua vui cho thiên hạ, có chuyện gì con nói với bác nào? Con là hề nhưng mà con buồn lắm bác ạ. Con đang muốn khóc đây. Con có chuyện gì nào? Con buồn về cái đường cọn vơ đấy bác ạ. Cọn vơ nghĩa là gì? Ôi giời ơi, cọn vơ là vợ con, có thế mà cũng không biết đấy. Bác ơi, chả là con lấy phải cái con vợ nó nhỏ nhắn như là gì hả con? Như là cái con voi nan ấy bác ạ. Nó nặng có 97 cân thôi. Mỗi một đêm nó hỏi tội con là 1, 2, 3, 4, 5. Có hôm cao hứng đến 6 lần. Con không chịu được, con chắp tay lạy nó dọa đánh con và bỏ đi theo. Theo ai hả con? Theo đực. Theo trai chứ. Đực mới dài không thế. Ô bác ơi, bác ơi, đây là đâu mà đẹp quá bác ơi. Con ơi, đây là cửa đồng thiên hương mây ánh trải vàng, nơi đệ nhất kỳ quan bến hèn. Thảo nào kéo đuôi nhau ra cắn kêu chí ché đấy bác ạ. À.
vào thế con? Ôi bác vào chưa? Bác vào rồi. Ôi giời ơi, vào rồi, nhanh. Bác ơi, bác. Cái gì? Lấp lá, lấp lánh ở chán tiền đi bác ơi. À, đấy là mắt tiên đấy con à. Ôi tiên có mắt à? Tiên không có mắt, tiên nhìn bằng gì? Ôi thế con tưởng là mặt tiên phẳng lì như mặt trống thế đi. Ôi bác ơi. Sao thế con? Cái gì lù lù dưới mắt bác ơi? Đấy là mũi tiên đấy con à. Ai nặn mũi tiên đấy? Bà mụ chứ còn ai. Bà ấy đâu? Con hỏi bà làm gì nào? Cho bà mấy gậy. Chết, sao con dám đánh bà mụ kia? Ôi trời ơi, ai nặn mũi tiên như mũi người còn ra cái thể thống gì nữa. Thế theo con ấy, con nặn như thế nào nào? Theo con ấy, cứ nặn như cái rõ bắt cua cho nó khác người nhỉ. Ô bác ơi, sao thế con? Cái gì tối om ở dưới mũi bác ơi? Đấy là miệng tiên đấy con à. Cái đấy bác gọi là miệng à? Thế bác gọi là miệng, con gọi là gì nào? Theo con ý, cái đấy cứ phải gọi nó là... Là gì? Là cái hố đựng cơm. Sao lại là hố đựng cơm? Ôi trời ơi, thế con hỏi bác nhá. Thế mỗi một ngày bác xa vào đấy 7-8 bát cơm, thì bác cũng móc ngược được bát nào ra không mà chả gọi là hố. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi bác ơi. Sao thế con? Bác ơi, cái gì nó cứ phập phà phập phồng ở ngực tiên đi bác ơi. Đấy là yếm tiên đấy con à. Hỏi trong yếm chứ ai hỏi yếm. Nó là nhũ tiên. Ôi giời ơi, cái đấy mà bác gọi là nhũ à? Bác gọi là nhũ, con gọi là gì nào? Nấy kinh sử, mấy kinh tự, càng học càng dốt. Ê, con gọi là gì nào? Cái đấy, theo con cứ gọi nó là... Là gì hả con? Là cái bàn bốc. Sao lại là cái bàn bốc? Ôi giời ơi, thì con hỏi bác nhá. Thế nửa đêm về sáng, bác nằm cạnh cô con như thế này. Ừ, thế bác cần lấy tay bác bóp thì bác lấy đũa bác gắp cái củi ấy à. Có khi này toàn dùng đũa gắp thôi. Bác ơi. Sao thế con? Con nói vui vậy thôi chứ mấy cô tiên này có tướng lắm bác ạ. À. Con cũng biết xem tướng kìa. Con ấy thì thượng đáo thiên văn, hạ đáo địa lý, cái gì mà con không biết. Thế con xem tướng mấy cô tiên bác nghe xem nào. Bác ơi. Sao thế con? Đằng trước vứt. Đằng sau thì sao? Ở đằng sau không có hậu. Ồ, may ra lại được cái khúc rửa đấy bác ạ. Bác ơi, để con tả tiên cho bác nghe nhá. Trên đầu cô ta là tổ sơn phát tích, hai thần đồng phụ nhĩ hai tay. Đôi mắt cô ta tinh đẩu sát tài, ai táng đó ắt làm nên khoa mục. Ý, mục cũng là mắt rồi con à. Mũi cô ta tuệ tinh kết cục, miệng cô ta thủy khẩu đáo đường, ai táng đó ắt làm nên răng lợi. Ôi danh mê trả lời. Cổ cô ta như cuống cả thất lại, hai tay cô ta tả hồ hiếu long, tả thanh long uốn khúc, khúc bạch hổ châu vào. Ôi châu vào cái ngực cô ta. Ngực cô ta như hai đống ông thần đồng, đất đấy có gọi là hoa kiềm nhũ đột. Bụng cô ta phì nhiêu phát phúc, chiếu địa bàn huyện tại tề tâm. Còn từ thắt lưng trở xuống đến hai chân thì sao hả con? Eo ơi, chỗ đấy khó đoán lắm thời nhá. Ê, con sợ rồi phải không? Sợ gì, nhưng mà chỗ đấy khó đoán lắm thời, con đi về đây. Ấy, sợ rồi. Sợ gì? Con vào đoán nốt bác nghe xem nào. Đoán nốt thì đoán chứ sợ gì mà con không dám đoán. Con xin phép bác thì con đoán nốt cho mà nghe này. Ê, bác bảo là sợ chứ lị. Úi trời ơi. Còn từ thắt lưng trở xuống đến hai chân, đất đấy có gọi là bao la thế giới năng phát phúc trung. Đường chim bay chỉ có một gang, chính nơi đó hang hùm oanh liệt. Chỗ đấy
ấy mà không canh giữ thần thần, thằng nào nó tám trộm chỉ có bỏ làng mà cút thôi. Ô, bác ơi, bác sao ra rồi bác ơi? Ôi đẹp quá bác ạ. Bác ơi, có cả tiền cái đấy bác ạ. Các nàng là ai mà áo xiêm rực rỡ, bốn hướng hoa lơi là, núi biếc cao xanh vời vời đổi màu. Dạ, thiếp dáng hương người viên hoa giữa hồi, chót phạm điều nghiêm giới chốn trần gian. Đội ơn người mở lượng đức nhân, cho thiếp được hồi quy tiên giới. Dáng hương thì ra lại chính là nàng đó sao? Từ thức, thiếp xin có lời chào. Thiếp xin có lời chào. Dáng hương, thì ra cảnh mẫu đơn huyền quan vẫn nhớ. Không, tôi không còn là huyền quan nữa, mà là người dân xóm nhỏ Cầm La. Nhưng trong lòng vẫn thấp thoáng một nhành hoa, vẫn còn nhớ đinh ninh ngày hồi ấy. Từ thức chàng ơi, chàng còn nhớ chăng viên hoa gặp nạn nghĩa bên nghĩa chùa. Thiếp ơn chàng một mình cởi áo hỡi chàng ơi. Thiếp ơn chàng một mình cởi áo sâu chữ này ân sâu nghĩa nặng, mà để bấy đâu bấy lâu ghi lòng. Hôm nay gặp nàng nghe chôn hồng trần, những mỏi đôi mắt đi đợi trông. Hôm nay gặp nàng chôn hồng trần, những mỏi đôi mắt đi đời mì trông. Các nàng từ đâu tới vậy, bất chợt tới đây hay cố ý tới thăm? Xin mời về nhà trò chuyện hỏi han, và luôn thề cũng vừa chiều tiền bữa. Về nhà chàng hẳn có hoa chào từ ngõ. Một căn nhà nhỏ ven đường, một căn nhà tình nghĩa xóm thôn, và có cả măng rừng cá biển, có cả chim hầm cá riết ba ba. Hề con, nhưng bây giờ thiếp muốn đón chàng đi về tiên giới cho mẹ cha đền đáp. Không được đâu, còn tình nghĩa xóm thôn, và lại tôi không phải là người cam lòng bồi ước. Từ thức chàng ơi, chàng đâu có biết lòng thiếp đêm ngày. Ôi lời hẹn ước ấp ủ
cành đời chân tục mê say. Giờ đây may mắn gặp gỡ lòng chàng ý thiếp, tay vẫn đời tay. Ta dạo gót chơi miền tiên cảnh, thiếp xin chàng đừng chân ai. Nào bây giờ thiếp đón chàng đi, mắt ngắm cảnh tai nghe tích cảnh, lệnh truyền tiên nữ rẽ gió người đi. Gợi nên niềm khao khát. Ba ba ba, bia của bốn phương. Ba ba ba, thế giới ngày càng thêm ưa chuộng. 100 năm qua, xe ngựa đã thành xe hơi, điện thoại quay số đã thành điện thoại di động, bàn tính đã thành máy vi tính. Nhưng có những thứ không hề thay đổi, những cánh đồng lúa mạch, những dòng nước tinh khiết, tất cả hòa quyện lại để tạo thành một loại bia có hương vị say mê mà ta muốn cùng chia sẻ với bạn bè. Bia Sài Gòn, bia của người Việt Nam. Thank you.
có thể bạn không cao, nhưng người khác cũng phải ngước nhìn. Sài Gòn Special, chất men của thành công.